Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S51. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Dúi Dúi. Như vậy chúng ta chuẩn bị có một cuộc giao tranh tại khu vực số 4 rồi. Phong tháp vấn cảnh bật lên, lướt vào, dùng chiêu 2 chém anh em à. Khống chế và dồn đam rất mạnh, chúng ta đã xử lý nhanh chóng tìm treo tại khu vực số 4. Và mình có một thương nhân tại khu vực số 4 luôn. Bây giờ thì tàn kiếm sẽ lấy một quyển tầm kiếm. Rồi, tàn kiếm thức tỉnh là môn phái rất bá đạo trong tâm ma. Và nó sẽ mạnh mẽ hơn khi có được quyển bí kíp sơ của chiêu tầm kiếm nha anh em ơi. Như vậy là nhân vật chính của mình đã có rồi. Bây giờ mình cần phải mở một con đường máu di chuyển sang các khu vực khác thôi nào. Chúng ta sẽ di chuyển về đâu? Tàn kiếm muốn về khu 1 nhưng Ngami lại muốn về khu 3. Như vậy chúng ta chiều lòng Nga Mỹ chạy về thẳng khu 3 luôn em ơi. Đó là tim treo và có cả thường nhân ở đây nữa. Wow, tuyệt vời. Như vậy là chúng ta đã có thêm một số loại tài nguyên để tiếp tục up trang bị anh em ạ. Như vậy là nhân vật chính của mình đã lấy ngay một quyển đoạn treo. Đó, tiếp tục farm lính luôn. Không hề rút về khu vực số 4. Chúng ta tiếp tục farm lính để kiếm tài nguyên. Có lẽ là anh em đang có ý định full bí kíp ở đầu vòng để tạo lợi thế cho team của mình và tiếp tục đi quét map anh em ạ. Anh em mà chơi tàn kiếm thức tỉnh này là anh em phải đánh bạo nha anh em ơi. Thứ nhất mình phải đánh bạo và thứ hai mình phải làm chủ được các kỹ năng. Chúng ta chuẩn bị di chuyển vào khu vực số 13. Lại một lần nữa tàn kiếm chịu lòng ngã mi. Chúng ta có tàn kiếm tại khu vực số 4 anh em ạ. Wow, tàn kiếm mình hộ bảo cực kỳ đuổi theo, bật phong tháp vân cảnh lên rồi. Nhưng khu vực số 1 có team tàn kiếm đã quyết định rút ngược trở lại. Như vậy là chúng ta đã mất cái phong tháp vân cảnh anh em ơi. Bây giờ thì tài nguyên đã xuất hiện rồi. Bắt đầu di chuyển chết tài nguyên và chuẩn bị quét map. Có lẽ thời điểm này team của mình đã đủ các loại bí kíp rồi. Bây giờ thì chúng ta chỉ chờ đợi các thành viên của mình hồi phục kỹ năng. Rồi, tới lượt bà con cô bác ơi. Cái màu này chắc xuống khu 5 rồi, chắc chắn là như vậy. Chúng ta chuẩn bị bật phong tháp vấn cảnh lên, lướt vào ngũ độc thiên sơn và cái bàn. Anh em thấy là sự khó chịu của tàn kiếm đó là tạo sát thương liên tục một cái phạm vi rất rộng anh em ạ. À, một môn phái có khả năng đánh quần chiến rất tốt. Như vậy là chúng ta đã nhẹ nhàng xử lý được một team tại khu vực số 5. Và bây giờ thì các thành viên mình tiếp tục quay trở lại khu vực số 4 để trang bị thêm bí kíp. Có team đó là tiêu gia tàn kiếm lao vào không hề sợ hãi anh em ơi. Có cả một vỏ đen nữa. Rồi 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 rồi, đuổi luôn, chơi không, khô máu luôn nào. Nhưng không, các thành viên chúng ta đã quyết định dừng lại rồi. Và ảo tượng xuất hiện. Chúng ta di chuyển trở lại khu vực số 5. Và sau đó là khu vực số 6. Ảo tượng khu vực số 6 rồi anh em ạ. Lướt vào. Chắc và rất nhanh chóng. Đây là một tìm treo rồi anh em ạ. Như vậy là hiện tại số đội trong bản đồ tâm ma chúng ta còn đến 18 đội. Và mình tin chắc là nó sẽ vẫn còn giảm xuống. Bởi vì ảo tượng chỉ vừa mới xuất hiện thôi anh em ơi. Bây giờ thì các thành viên chúng ta cần phải chú ý cẩn thận nha. Ảo tượng khu vực số 2 đã được mở rồi. Bây giờ chúng ta cũng đã mở thành công ảo tượng khu vực số 6 và các thành viên mình tiếp tục mở rương. Không, tiêu dao vỏ đen và tàn kiếm đã xuất hiện. Chúng ta lại có một cuộc gặp nhau với đội hình này nữa rồi. Tàn kiếm đi quá sâu đã bị khống chế và tàn kiếm chắc chắn không chạy được, tiếp tục là vỏ đen. Rồi, xong phim luôn. Một pha đâm đầu vào con đường tử của tàn kiếm anh em ạ. Khi mà tàn kiếm đã tăng rất nhiệt tình nhưng hai thành viên còn lại thì lại bỏ chạy. Dẫn đến là tàn kiếm đã ăn đàm rất nhiều. Bây giờ chúng ta tiếp tục hồi máu anh em ơi. Và hiện tại thời gian của vòng số 1 chỉ còn khoảng 1 phút 40 giây. Và tàn kiếm đang bật tâm kiếm ủi thẳng về tới khu vực số 1 rồi. Tiêu dao bật lóc nhưng chúng ta không xi nhê gì cả. Và cuối cùng thì tiêu dao với vỏ đen cũng đã bị kết thúc rồi. Nhưng một team tại khu vực số 2 đó là một team 3 anh em mà chúng ta cần phải rút lui nhanh chóng. Thật sự mà nói với anh em một cái tâm sự thế này nha. Cái đội hình tâm ma của mình nếu mà tàn kiếm mà anh em đánh không gánh được team thì đội hình chúng ta rất là dễ tan rã nha anh em ơi. Mấu chốt quan trọng phụ thuộc vào tàn kiếm rất là nhiều. Đây là môn phái tạo đam chính cho team cũng như là tạo được cái sự khống chế
khá lớn anh em ạ. Và ngoài ra thì anh em thấy là tàng kiếm có khả năng tăng rất mạnh vào giữa đội hình của team địch. Và ở đây mình không phủ nhận được, không phủ nhận về sự vai trò của Nga Mi và cái bang anh em. Nga Mi sẽ có vai trò riêng, đó là hỗ trợ máu cho đồng đội, và cái bang cũng có vai trò dùng đam rất là mạnh. Rồi anh em thấy không, tàng kiếm lao vào và ta nói có phong tháp vân cảnh, đội bạn đứng y thinh như vậy, chúng ta kết thúc được tàng kiếm cho đội bạn rồi. Nga Mi bật búp ba và chỉ còn mình tiêu dao thôi, thì cắn cái bạo kích cái đã. Đó, một pha bắt đao ngược trở lại khu vực số 2 và bất ngờ cho team đội bạn. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn khoảng 25 giây nữa là vòng số 1 kết thúc. Bây giờ bật phong tháp vân cảnh lên, di chuyển về khu vực số 8 anh em ạ. Có đoàn thị, có vỏ đen. Dường như đây là một team treo rồi anh em ơi. Và chúng ta đã tiếp tục xử lý thêm một team treo tại khu vực số 8. Đội hình của mình quét map quá kinh khủng anh em ạ. Wow, một minh giáo. Và như vậy là thời gian của vòng số 1 đã kết thúc. Và chúng ta vẫn còn đến 15 đội chuẩn bị cho vòng số 2. Và như vậy là khu vực số 3. Trời ơi. Quá trời ạc đang chuyển về đây anh em ơi. Đó, thêm một số điểm hạ gục. Nhưng mà phải nói thật sự là nhà phát hành đã ưu ái cho con tàng kiếm thức tỉnh này rất nhiều. Khả năng khống chế được tăng lên, khả năng tạo đam rất mạnh. Như vậy là chúng ta tiếp tục có được những điểm hạ gục với những team treo vừa chuyển tống về anh em ạ. Rồi, lên quyển nào đây? Tâm kiếm hay đoạn chiều? Tâm kiếm hay đoạn chiều? Đoạn chiều đi, đoạn chiều, đoạn chiều. Và đoạn chiều đã được lên được quyển bí kíp trung. Mình thì cũng thích lên đoạn chiều nhiều hơn em ơi. Tâm kiếm lên thì anh em sẽ có khả năng hồi phục máu nha. Nhưng mà mình có Nga Mi rồi thì cần gì tâm kiếm anh em ạ. Lên đoạn chiều anh em sẽ tạo đam nhiều hơn. Nó sẽ tăng cái sát thương bạo kích cho anh em rất là nhiều anh em ạ. Chúng ta tiếp tục di chuyển sang khu vực số 8. Rồi lao vô, trời ăn hôi nè, ta đã cái bang ở chỗ gì. Thiên nhẫn rồi xong, thiên nhẫn lăn. Ủa, đang quýnh cái bang mà thiên nhẫn chết trước anh em ạ. Tiếp tục ở đây vẫn còn một thiên nhẫn treo nữa và chúng ta đã liên tục có được 4 điểm hao gục tại khu vực số 7. Quá phê. Bây giờ thì các thành viên của chúng ta sẽ di chuyển về khu vực nào đây? Đó, một minh giáo, khả năng mình sẽ kết thúc được. Minh giáo đã lên quỷ thiên và thoát về khu vực số 19. Chúng ta đuổi theo và minh giáo đã lên bảng điểm số. Và nó đánh rất bạo, không cho đối thủ có cơ hội phản kèo ngược trở lại anh em ạ. Khi mà chúng ta còn kỹ năng, còn máu thì cứ việc chơi. Bây giờ anh em thấy là số đội đã giảm đi rất nhiều rồi. Và chúng ta còn 7 đội trong bản đồ tâm ma. Tiếp tục quét map về khu vực số 20. Và bên này rất trống. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại khu vực số 7 để tiếp tục di chuyển sang những khu vực khác nữa anh em ạ. Không thèm mở rương, chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 6. Có một viên máu tại khu vực số 6 và chúng ta tiếp tục sang khu vực số 5. Đó là tiêu dao minh giáo. Wow, minh giáo dặm tiêu dao ngã xuống và minh giáo cũng ngã xuống luôn. Quá ghê gớm. Phải nói đây một team mình đánh giá là rất mạnh nha anh em ơi. Và muốn khắc chế được team này cũng cực kỳ khó. Chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 4 và vẫn còn 6 đội tiếp tục là tấn công cho tàng kiếm rồi. Rồi, lấy một quyển tăng cấp bí kíp, một phục ma thạch. Như vậy là phong tháp vân cảnh đã được tăng lên quyển bí kíp trung. Đây, thần cơ và tiêu dao, cái bang nữa kìa anh em ạ. Cứu cung lôn nữa, một team 3. Chúng ta cần khống chế, anh em thấy là Nga Mi giữ vị trí rất tốt nha anh em ạ. Chỉ cần chúng ta đứng phía sau hỗ trợ thôi, thần cơ đang cố gắng quẩy và chúng ta kết thúc team 3 thành viên tại khu vực số 2. Phải nói là con tàng kiếm này nó bá đạo cực kỳ anh em ơi. Nga Mi là môn phái búp hỗ trợ rất tốt cho team. Và anh em thấy là những tình huống giao tranh Nga Mi đã giữ vị trí rất khéo. Chúng ta có một Thúy Yên. Trời. Phải nói là lâu lắm rồi chưa thấy được Thúy Yên trong tâm ma anh em ạ. Dương Môn là định làm gì đây? Rồi lên ngựa chạy Dương Môn ơi. Thì Minh Giáo dậm cái nữa rồi Minh Giáo ngã trước Dương Môn luôn. Úp người ta xong bị phản kèo ngược trở lại. Dương Môn không thèm chạy ta. Lên ngựa.
trong tình huống đó, thật sự Dương Môn rất liều lĩnh anh em. Ngạo Thế vẫn quyết định ở lại chơi với team của mình. Anh em đánh mình tính cái đường chính xác là mình phải dùng đam chết được. Nếu không dùng đam chết được thì thôi mình té trước nha anh em ơi, tìm cơ hội phản kèo tiếp tục. Bây giờ thì các thành viên mình đã quay sang khu vực số 1 để ăn con boss thủ lĩnh. Team mình mạnh rồi anh em, chơi ăn boss nó rồi ai chơi lại anh em. Suy nghĩ kỹ chưa anh em ơi, giờ mình ra quyết map đi. Như vậy là anh em đã quyết định suy nghĩ chúng ta tiếp tục ăn con boss thủ lĩnh anh em ạ. Và hiện tại vẫn chưa có team nào đang phát hiện chúng ta cả. Do đó việc ăn boss của mình đang được diễn ra một cách thuận lợi và tiếp tục có bào kích. Lần này thì cả bàn đã rất nhanh chóng ăn bào kích rồi. Rồi bật búp các kiểu. Cẩn thận nha anh em ơi. Như vậy là boss chỉ còn khoảng 20% máu nữa và khả năng chúng ta sẽ có thêm 2 viên đá hồi sinh. Rồi xong rồi đó anh em. Thì kèo này chỉ hy vọng là có mấy anh bạn như Thiên Nhẫn thôi anh em ạ. Và chúng ta bây giờ đã có được những viên đá hồi sinh. Các thành viên chúng ta đang rất hộ báo tách ra để tìm kiếm team đội bạn. Rồi di chuyển về khu vực số 6. Không biết còn những môn phái nào, đó là Tiêu Dao lóc được Nga Mi và cái bàn rồi nhưng không sốc đam được. Chúng ta tiếp tục dùng đam và anh em thấy là Tiêu Dao đã bị xử lý rồi. Thêm một Tiêu Dao khác lóc và cái bàn chúng ta đã mất một viên đá hồi sinh. Wow, kịch tính cực kỳ anh em ạ. Lướt ra Tiêu Dao lên nẻ và như vậy Tiêu Dao đã thoát thành công rồi. Nãy giờ những anh bạn Tiêu Dao này đã trốn thoát từ đâu? Một pha úp bất ngờ và tìm chúng ta dính hai cái lóc. Rất đau anh em ơi, cực kỳ đau. Như vậy là anh em có thể thấy được chúng ta đang còn 3 đội trong bản đồ tâm ma và trong đó có một Tiêu Dao. Và thời gian của vòng số 2 sẽ kết thúc tại đây. Chuẩn bị bước sang vòng số 3. Rồi, vòng số 3 bắt đầu di chuyển và check map thôi anh em ơi, di chuyển thật nhanh để tìm kiếm team đội bạn. Chỉ cần Tiêu Dao bị mất né một cái là xác định lên bảng điểm số với tàn kiếm liền. Chúng ta có thương nhân tại khu vực số 9. Rồi, cái bang đang có mặt tại khu vực số 4, cái bang cẩn thận nha, bởi vì cái bang đã mất một viên đá hồi sinh. Rồi, chúng ta có team 2 đó là Thiếu Lâm và Tiêu Dao. Như vậy Tiêu Dao đã ngã xuống rất nhanh chóng, Thiếu Lâm định chạy. Vẫn còn Trường Ca anh em à, một team 3 chứ không phải là team 2 đâu. Như vậy là Thiếu Lâm quay trở lại khu vực số 7 và Thiếu Lâm đã ngã xuống. Chúng ta vẫn còn một mình Trường Ca trong bản đồ tâm ma này. Đây, Trường Ca quay lại để tự sát luôn nè anh em ơi. Đó, một dấu hiệu ta nói chơi game rất rõ ràng. Wow, 31 điểm hạ gục cho tàn kiếm. Quá bá, trận này team chúng ta đã có tổng cộng 44 điểm hạ gục anh em ạ. Tuyệt vời cực kỳ. Và như vậy là một trận tâm ma này đã kết thúc rồi. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.